Làm thế nào để ứng dụng luật hấp dẫn đạt được kết quả nhanh nhất? Và đây là một công thức thực tế mà Lanh đã ứng dụng giúp cho Lanh có thể chinh phục những mục tiêu của mình. Ví dụ như là xe ô tô, hay là ngôi nhà, hay là điện thoại, hay là máy tính laptop, hay là những cái mục tiêu về tài chính trong cuộc đời của Lanh, thì Lanh đều ứng dụng cái bí kíp này anh chị. Một bí kíp quan trọng nhất đó chính là anh chị hãy làm chủ tâm trí suy nghĩ của mình để mà luôn tập trung vào điều tích cực, luôn tập trung vào mục tiêu của mình. Một khi có những cái tiếng nói nhỏ nó lóe lên, anh chị hãy ngay lập tức chuyển hóa lại bằng lòng biết ơn và những điều mà anh chị mong muốn. Khi mà có tiếng nói nhỏ, anh chị hãy nói rằng: hãy bình tĩnh, hãy im lặng, ta đang nắm quyền kiểm soát, ngươi phải tuân lệnh ta, ngươi là đối tượng cho ta sai khiến, ngươi không được xông bừa vào nơi không thuộc về ngươi. Và lúc đó anh chị hãy tập trung vào chính mình và để cho tâm của mình lặng lại, và bắt đầu anh chị hãy tập trung vào những điều mà anh chị cảm thấy biết ơn, yêu thương và trân trọng. Khi mà anh chị liên tục làm điều này, từng bước mỗi ngày trôi qua, suy nghĩ và cảm xúc của anh chị sẽ được điều chỉnh tốt hơn, và dần dần anh chị sẽ trở thành một người nhiệm từ, một người tích cực và luôn tràn đầy lòng biết ơn, tình yêu thương và nhiệt huyết. Đó chính là một cái bí mật mà giúp cho anh chị có thể ứng dụng những cái mục tiêu tiếp theo của mình một cách vô cùng nhanh chóng và dễ dàng hơn. Lanh thường nói với các anh chị đồng nhóm của Lanh: nếu như bạn mặc một chiếc áo sơ mi, bạn cài cái nút đầu tiên không đúng thì các nút tiếp theo có liệu có đúng không ạ? Yes. Vậy thì nếu như muốn cài những nút tiếp theo đúng thì anh chị cần làm gì ạ? Có phải là chúng ta sẽ cài lại nút đầu tiên đúng không anh chị? Nút đầu tiên đó chính là cần phải đưa suy nghĩ, cảm xúc, tâm trí của anh chị tập trung vào điều tích cực, vào mục tiêu của mình. Và những bước tiếp theo sẽ vô cùng dễ dàng, nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Yes, và Lanh xin chúc cho anh chị ứng dụng thành công. Và Lanh còn rất nhiều những bí kíp giúp cho anh chị có thể ứng dụng luật hấp dẫn đạt được cái mục tiêu của mình nhanh chóng hơn. Anh chị nào cần bí kíp này thì anh chị có thể là comment hoặc là nhắn cho Lanh, Lanh sẽ gửi tặng cho anh chị nhé. Lanh xin chào và hãy nhớ follow kênh của Lanh để nhận thêm nhiều video giá trị tiếp theo nhé. Xin chào, thank you, I love you.